Ti stanno che ti su? Thì đây là mình có cái cô cái cốt đinh dojo, đây là cốt dojo thì nó được 37 event được khoảng 3 năm gì đấy rồi, và mình cũng là những thành viên đầu tiên của Hà Nội Scrum. Bây giờ nó gộp lại với vai trò Việt Nam thì mình là board member của cái này cũng được tương đối lâu. Là nói một chút về mình như thế, tức là mình rất thích những thứ liên quan đến cốt. Thực chất thì mình công việc full time thì bây giờ là giảng viên của đại học FPT. Tại giảng viên của FPT, nhưng mà đây là những thứ mình có lẽ có thể làm thêm, nhưng mà có thể là cái mà mình rất là thích, mình rất là thích, đó là việc code và liên quan những thứ liên quan đến các kỹ thuật code cũng như là những thứ liên quan đến process về thời gian, về Scrum cụ thể hơn. Ok. Thì cái chủ đề của hôm nay của mình đó là Build Quality In. Cái Build Quality In là một trong những cái concept của Lean Production, của Lean Software Development. Thì đầu tiên mình muốn đưa một chủ đề khác, nhưng mà bởi vì là thấy có hai cái chủ đề nó liên quan đến TDD, nó tương đối practical rồi, nó cụ thể hơn rồi, thì mình muốn đưa một cái concept khác. Nó có lẽ là những người mà không kiểu dân hơi economic như mình một chút thì có lẽ không động đến, thì mình mới muốn đưa lấy một cái concept mà TDD sẽ support, đó là một cái concept trong Lean Software Product Development. Thì có thể là nó sẽ hơi khó hiểu một chút, hoặc là nó hơi là lạ một chút, các bạn có bất kỳ vấn đề gì vướng thì stop mình lắm. Và thực chất thì thời gian nó cũng rất là ngắn nên mình cũng không kỳ vọng mình sẽ nói được cái gì nhiều, thì sau đó chúng ta sẽ discuss và chia sẻ. Thì quality, software quality. Thì cái này nó nói đến cái việc mà cái chat này nó nói đến cái cost mà chúng ta phải trả cho một cái bug khi chúng ta phát hiện ra. Nếu mà chúng ta phát hiện ra ở những thời gian đầu tiên, ví dụ ngay khi chúng ta code phát hiện ra, thì cái cost để chúng ta fix cái bug đấy rất là rẻ. Khi chúng ta code một cái gì đó mà chúng ta tìm một lỗi chúng ta sửa ngay thì rất là rẻ. Nhưng khi mà chúng ta một lúc sau bắt đầu tìm ra, 2-3 ngày sau bắt đầu tìm ra, thì cái cost nó tăng dần. Và cái cost nó tăng dần đến rất là lớn khi mà chúng ta phải giải quyết nó, fix bug nó khi cái bug đấy đã đưa đến cho khách hàng. Cái mô hình này nó giải thích tại sao là chúng ta hãy cố gắng làm phần mềm, từng dòng code của chúng ta, từng cái tính năng của chúng ta nó ít lỗi nhất có thể, và cố gắng làm đến chuyện là hãy prevent cái bug thay vì là tìm được cái bug và chúng ta sửa nó. Tức là ngay cái bước đầu tiên chúng ta phải làm như thế. Thì đây là những cái principle mà Lean Software Development mà do Tom and Mary Fogending đề xuất. Thì đầu tiên đó là cái ưu hóa cái tổng thể. Khi chúng ta chia ra làm phần mềm, chúng ta chia ra thành những cái phase khác nhau, những phòng ban khác nhau, những con người khác nhau làm ra, thì cái chuyện gì xảy ra? Đó là chúng ta sẽ cố gắng tối ưu hóa công việc của mình làm. Chứ không phải là chúng ta cố gắng tối ưu hóa toàn bộ quá trình sản xuất phần mềm. Hoặc là khi chúng ta làm một tính năng cụ thể, chúng ta sẽ cố gắng làm tối ưu hóa tính năng của mình, cái feature của phần mềm đấy. Chứ mình không cố gắng tối ưu hóa toàn bộ cái phần mềm của mình. Thì đấy là đặc điểm đầu tiên. Khi nói lên Lean, chúng ta phải thấy là tối ưu hóa tổng thể, chứ không tối ưu hóa cái local. Thứ hai là focus on customer. Tất cả mọi thứ đều là customer. Focus on customer là cái quan trọng nhất ở đây. Sau đó là worker. Cái này nó đại đề cao rất lớn đến cái worker, cái people, chứ không phải nó đề cao. Những thứ khác rất quan trọng, process cực kỳ quan trọng. Tất cả những cái hệ thống về incentive, lương thưởng cực kỳ quan trọng. Nhưng nó quan trọng nhất của nó đó là nhân viên, là những người làm ra những sản phẩm đó, là trong cái hệ thống đó. Cái đó là quan trọng nhất, tất cả tập trung vào đó. Eliminate waste. Bất kỳ cái gì mà nó trong cái quá trình sản xuất, từ requirement tiếp xúc với khách hàng đến đưa ra sản phẩm cho khách hàng, bất kỳ một công đoạn nào mà không trực tiếp đem lại giá trị cho khách hàng đều gọi là waste. Và cố gắng chúng ta sẽ tối ưu hóa toàn bộ hệ thống bằng cách xóa bỏ tất cả những đó đi. Khi chúng ta có requirement và chúng ta muốn tiếp xúc với đưa ra một phần mềm, thì những thứ như là